Xin chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Bữa nay bà chú cháu Hằng sẽ đi theo chú Út ở bên kia bắt cá. Giờ mấy ổng đang dùng cái chài để ốp hay gì Út? Cái này hình thức mình ốp không có chài. Đâu Út, động được chưa? Đâu Út? Cái này. Ừ. Cái bò chưa vậy? Đây. Hả? Út đi tới đi. Đi tới hả? Mấy ổng đang chui vô đám lục bình rồi. Cái kinh này quá trời lục bình luôn. Tôi đi tới nha. Đi tới luôn. Không thấy người đâu hết. Mới vô là ổng nhào xuống rồi. Giang làm gì Giang? Có rồi, đập kịch kịch rồi đó. Cái này mấy ổng hả chui vô lục bình là cả nhà đang kéo không thấy ngồi đâu luôn. Cái gì dùng không? Đó. Dùng nút tiêu luôn rồi. Còn hồi gì sẽ dùng đâu? Hả? Nếu có là nó đâm rồi đó. Rồi tình hình sao rồi? Kỳ vậy? Không có đâm rồi. Không có đâm gì hết trơn rồi. Thử coi. Không biết có. Tự nhiên ba người chui vô đám lục bình. Ốp mé mà. Đuổi cá. Không đâm rồi. Không lẽ không có cá? Không có rồi. Gì không có gì. Không có gì luôn hả? Không có con gì luôn hả? Lại lại vậy đó. Con cá kìa. Con hay con cá gì hả? Lắm về dưới lục bình à. Cái gì đó? Cái gì Vinh kìa? Cái Vinh. Huy. Bữa mình đi giăng lưới cái bao này hơn, bữa nay đếm bao này nữa. Quá thiệt. Giá lục bình khủng khiếp luôn. Tại lục bình mà. Được con cá mì Vinh nè, con cá Huy. Bên đó cái gì Út? Chốt. Ở phần bên đằng cá không? Ở đây đây nè. Quả đó. Bây giờ còn dễ lục bình không? Còn sao? Mất giặt không? Còn. Kéo. Út hổ kéo cầm nhìn nha. Út cầm vậy nè hết nha. Đừng cầm lưới nha. Cầm cái chì thôi hả? Có thốt hết luôn. Hai chú Út. Ủa mà Giang đi túc. Út Giang đi túc đẳng làm gì? Động cho cá nó lại chạy hả? Ừ. Nè. Trời ơi dính con kìa. Sao vậy? Sao dính hay vậy? Trời ơi, không vô chạy mà chúi vô chân, dính con cá Hồ Phi. Này như nó có đâm hay gì bạn ơi. Anh Út này là ở ảnh tên là anh Nguyện nha cả nhà, ở gần xóm này. Ảnh chài giỏi lắm, bắt cá giỏi. Ảnh không có vợ hành rảnh, lâu lâu ảnh rảnh anh xuống chơi rủ ba chú cháu đi bắt cá. Đó là lục bình dày đặc luôn. Hả?
vàng vàng càng quét dữ lắm rồi. Cá xuống dưới lọ không được. Thôi bạn úp vô bánh bạn ơi, bạn này luôn. Ừ. Cá nhỏ nhanh ơi, cá nhỏ nuôi nhanh ơi. Giang đi đối đầu để động cho cá vô ở đây. Được. Hai chú Út, hai chú Út sẽ ướp cá đi Út ơi. Giang đi nè. Không có người mà nghe tiếng. Có đầm nốt rồi. Có đầm, có đầm. Ủa Giang có đầm là gì vậy? Cá đầm hả? Ừ, có rồi bạn ơi. Có không? Lắm rồi, lắm rồi. Lắm rồi. Chị không thấy ổng đâu chứ. Lắm rồi, nè. Để có cái đi. Lắm rồi. Đâu rồi? Bên đây nè. Mạnh dữ lắm rồi. Nè, đâu kéo đi, không có gì thôi. Cá nó nhảy lên mình luôn kìa. Bỏ ra, bỏ ra. Đi chưa, bỏ được, bỏ được. Không có chuối. Chuối không? Để tự thôi, kéo cho. Ôi trời, cá. Đi trong cái thảo lục bình này đâu ai dám xuống. Tới rồi đó. Thấy con Nam không? Bỏ rồi. Bỏ rồi nè. Bỏ rồi nè. Con nãy nghĩ mình chụp luôn. Nãy gì? Ôi ôi. Cái dồn cả nhà ơi. Lắm cá luôn à. Hàng chi nó lắm mà bất bất mà. Nè nó vũ chạy đứng đây. Từ từ nha, từ từ nha, để chị coi nha. Dương. Ủa có cá gì nữa. Nãy giờ cá đầu kiến. Dạ. Cá dẫn. Cá mè. Vinh. Cùng cá đầu kiến bộ rồi. Cá phi. Dũ. Ờ có điều nó bị dính hình thấy không rõ. Dữ lắm à. Vậy là cái bao này hên nè chị hai. Cái bao này hên, chị nãy cố tình chị lấy cái bao đó mà. Cái dảnh. Quá cái chài này. Phút này lục bình người có cái cha bự. Dữ lắm. Rất dạ. Cái đầu kiến này bỏ đây nhỏ hả? Ừ, nhỏ bỏ đi. Cá cá rảnh được. Bình dây đặt cái này nè. Bởi vì cá quá là cá luôn. Cái hồi nãy cái đầu tiên mình đi chưa đúng hướng. Cái nãy mình không biết mà mình ốp vô bờ nó mới dính. Thấy không? Nãy mình ốp lần lần ở ngoài. Bỏ đi, nhỏ quá. Ôi. À, có mồi rồi. Rồi. Có mồi em. Tưởng đâu một em một ngày đã. Mình chạy kiểu em. Kia, mình chạy kiểu kia đời nào cũng được mấy con này. Để gì? Chỉ có ốp vô lục bình thì mấy cái dính được mấy con lâu năm đó thôi. Ô bữa nay có chắc Nguyễn đi heo hên quá trời rồi. Đây là một cao thủ cá trong ở xã Tân Công Xính này cả nhà. Bao lâu nay chưa có dịp giao lưu với Phong Lúa Đồng Tháp. Hai con luôn. Nó đen quá không thấy. Quá trời dễ lục bình à.
này hả? Ừ. Chúng ta mình chơi luôn, khớp vô đó. Khớp vô đó sao không còn đi rồi. Có sâu không? Cạn queo à, cạn đồ gói à. Tiếp tục, tiếp tục. Dắt không bạn ơi. Sao lại đây nữa coi. Đứng đứng động nha. Này. Đây đây đây, qua đây, lại đây nè. Kéo đây đi. Còn có đất không hả? Đất hả? Đây đây đây. Đây nè. Đây ngon nữa. Mày làm gì giữa tao đi theo thôi mày không hỏi. Úc con, Úc Nguyện không làm cái gì đâu mà. Làm mạnh dạn quá trời, tao làm không nổi. Cao thủ à. Xịn lên húi qua cả nhà. Cái mùi xịn công nhận thiệt. Tao nắm đâu vậy? Mày nắm bệnh chưa? Rồi. Luộn dưới đi. Vậy. Rồi xuống dưới bệnh. Chơi khoan khoan, coi được hơn mà dưới được mình như vậy. Rồi luộn cho thẳng. Vậy. Đừng cho thẳng. Chém dính con chim rồi. Có đâm rồi, có đâm nữa thôi. Có đâm rồi. Nó phi hay gì á. Đó. Cái gì vậy? Đây nè, kéo đi. Cá không? Kéo phụ nha. Nhiều mà lục bình nhiều rồi. Trời ơi, nhỏ xáo. Chết luôn rồi. Không có cá hả? Ôi. Quá. Vô phương rồi. Có cá không? Có, người ta không thấy con cá đâu. Đem lên đi, đem lên đi. Cạn coi chừng mò dễ hơn kéo. Tiếp ra dữ lắm rồi nha. Ôi. Cái bao đút nặng mà chạy đắng lấy ơi. Cá kìa, có khi cạnh lô kìa. Có chứ. Không cầm đi vũ cho. Chạy hả bạn? Đừng nặng lên. Rồi xong con luôn rồi. Cầm. 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 Thằng nó chạy cá gì mà không nhiều. Giống cá con phi gì mà không nhiều. Cái chục con gì mà không nhiều. Bởi vì cao thủ bắt cá có khác. Bắt cá nhiều. Bắt cá gì mà còn chưa vừa bụng nè. Bởi vậy mình vô đây là mình chết luôn mà nó chết. Nãy giờ mấy con rồi vậy? Ba con phải không? Ba con. Tại vì lục bình với xịn nó dính không thấy. À, một chài bao nhiêu cái cuộc thi đó mà nút ông còn chưa chịu. Quá xinh nè. Đó, cá kìa. Để lại vô đất luôn à. Cái này kéo lên rồi chú Út là chú Út không biết là có cá hay không nữa. Quá trời dễ lục bình luôn, không biết cảm giác luôn. Mà
chi gì lại đụng cái túi nó dưới đụng được con hay con biết có thôi chứ. Rồi sao xuống mò hả? Mò mới. Rồi kéo tiếp hả? Giờ mình cũng có được mớ cá rồi nè cả nhà. Con bao này. Đây. Như phi. Cái phi rồi cá nhỏ rồi cá cha tùm lum hết trơn á. Một bao luôn, để nữa mình về mình đổ ra mình coi kỹ hơn. Này giữa mà. Đó. Giờ này mình mới coi rõ được thành quả của mình. Quá nhỉ. Đây cả nhà. Hay quá ông ơi. Bình dữ quá, bởi vì có cá cha sống lâu năm. Rồi cha. Chỗ đó là có rồi. Bình không đi không nổi mà. Giữa gian giữa là bỏ thao ra. Giữa bà con cho nó sạch. Sạch chưa bà kia, cá nó bà kia sạch chưa? Cá này chiều nay mình làm gì ta? Có ai suy nghĩ ra được món gì chưa? Cá còn sống luôn trời. Cái này làm luôn á. Làm gì làm nó chỉ để chiều chết là đúng không? Làm cách này mình làm luôn. Vô mình làm thẳng luôn. Mấy cái để chiều thành chứ. Xả lũ quá trời thằng. Nó dày quá mình không nổi. Mình không nổi. Năng cái khu phi với cái đầu kiến nướng đi. Còn cá hai con cá cha bự mình để dành làm công chuyện khác. Ok. Ủa nữa chưa? Ác gì con mới là người ác nè, có mổ bụng hết trơn rồi. Chiều nay mình sẽ nướng mấy con cá rô phi với hai cá đầu kiến nha cả nhà. Giang thì đang chưa nướng cá, chồng chuẩn bị muối ớt rồi. Lựa cây bự. Mình phải lựa, mình phải sạn sẵn mới được chứ. Một cây một con hay vậy? Ừ. Bên đây Giang đã chuẩn bị sẵn một cái lò hang rồi. Bữa nay mình sẽ dùng cây chuối để tấn vòng vòng. Cái rô phi này mình chỉ mổ bụng thôi. Nguyện thì ổng đi câu cá rồi. Không biết hồi ổng có về kịp để thưởng thức không nữa hay là ổng lại bỏ lỡ cơ hội này Út. Cái gì chắc mình quất hết quá. Con mới gọi cho ổng mà ổng nói ăn chút xíu không về đó. Nướng thơm thơm chỗ này chú Út quất hết à. Công nhận ổng bắt cá hay ha, thao tác của ổng nhanh ghê luôn á. Mấy chú Út lội theo muốn chết luôn. Mấy chú cháu mình cũng đi hoài luôn mà gặp ổng mà còn trốn luôn á. Kêu từ từ thôi, dữ lắm mà rồi, đi nhanh rồi, trời ơi, loại không nổi, lâu lâu chen vô lục bình sao loại nổi. Ông đi gì đâu mà cậy cây cây á. Chị xong rồi về, giờ về xong rồi, ở đây mình làm cá, mình nướng, còn ổng là tiếp tục ổng đi câu nữa cả nhà. Ông câu cá giỏi. Sát khẩu. Lựa mấy cái gô phi ú mình nướng. Cầm luôn, bắt đầu nướng thôi, than đã dịu dữ lắm rồi. Cá xiên ma dương hả? Bữa nay chơi cây ma dương luôn, sáng múc mấy bụi tre hàng xóm banh sát hết rồi. Đặt bề lên nha. Đặt cá đầu kiến lên. Ừ, đặt lên. Ờ, đặt lên. Có hàng có ngủ hết ha. Cho bằng đấy á. Cho cái cá nhỏ này. Mày muốn lặt gì cho nó lặt luôn đi. Đó, muốn lặt cho lặt.
Ừ, mày mắc gì mày phải làm gì vậy? Yeah. Sao cao hay sao Út? Ừ. Dạt bớt cây chuối hả? Ừ. Dạt nguyên cây luôn. Giờ bị thử một khúc vậy. Cây chuối này nó hơi bự vì cao rồi. Mọi người đang tìm cách hạ nó xuống. Đâu, khả thi không? Vậy nhanh đó. Hay quá, để dạt từng miếng thì sẽ lâu. Xuất sắc. Nãy tính là khoét từng cái lỗ của mỗi cái cây. Cố lên. Giang không im rồi Giang ơi. Giờ này nè Giang. Tại vì mình sợ cao quá nó không vàng được con cá. Hạ thấp xuống cho nó nhanh vàng không? Đẩy qua luôn. Ừ. Cái chuối này hơi bự. Đó, im rồi đó. Được chưa? Út. Từ từ mình thay chút nữa. Chút nữa đi, từ nữa. Sôi rồi nặng cá kiến sôi. Chùa giá chứ giữa nó nóng lắm, bệnh ra ngoài á. Con đang kéo cái đầu mấy cá này nè. Than của mình là mình xài mấy cái gốc chạm với bạch đằng, nó nhanh rụi lắm chứ không phải như than đước đâu. Khều là khều là nó nhanh lắm đó. Lỗ này nè, lỗ này thiếu than nè. Mở nhiều rồi nè. Dữ lắm, mở chị Hai ơi. Cá béo. Ừ. Cá phi cũng nhiều mở, cá rau kiến cũng nhiều mở. Cái bụng cá rau kiến sôi ngọc ngọc ngọc. Dạ hồi mình sao mà trở về? Trở về là phải dịnh hả? Ừ. Dạ dạ, anh Út đã xuất hiện. Chào dạ, anh Út nha. Chào bạn luôn nha. Sao câu cá sao? Được không? Một con một ký. Một con một ký hả? Im ta. Trở về hay trở về? Dạ, dạ. Trở luôn. Quay đầu lên cái dây nha. Quay đầu mình cầm đây nè. Này ăn cá chiều nay. Quay đầu lên con. Nướng cá ruột phi với cá lục kiến này. Còn con cá cha với lại mớ cá kia hằng làm chả cả nhà. Nhà thích ăn chả cá. Quay qua đây luôn. Quay đây luôn. Dịnh luôn. Đổi đầu luôn hả? Ừ, cả đầu luôn. Ồ, cái lông kiến còn vàng nữa. Cả lông kiến để gì cũng được đó. Đó. Vị đó mới ngon đó. Quá xá đặc sắc rồi. Ủa sao thằng đó nó nén dữ vậy? Đại gì vậy? Rồi đi. Miếng than mình thấy nó vàng vậy thôi chứ đâu có vàng quá. Vàng quá lại khét. Ừ. Kiếm gì không? Cầm rồi đó. Rồi. Chanh có sẵn luôn. Coi đủ khai chưa? Thêm đi. Về ha. Dạ biết đâu muối ớt luôn trời. Trời ơi, thợ nấu rồi, bạn từ thợ nấu nữa đó. Hay luôn á trời. Thiếu ớt hay gì vậy kìa? Thiếu ớt về nhà mình lấy nha ơi. Thiếu ớt. Ghê không? Anh ớt mình nấu quá nóng rồi. Nó công, liền nó công. Tiếp bút. Nữa. Để có sự thay đổi vị trí cá. Còn hai con cá lâu kiến thấy vậy mà chín trước, còn mấy con cá này nó chưa có vàng lắm cả nhà, nó chín rồi nhưng mà chưa có vàng. Mình cho vàng nha. Cái nhà ông cấm lọc kịp thời nha. Lọc kịp thời. Xíu nữa áo mày mưa luôn rồi. Mưa không, mưa bự quá trời luôn, lủng sạch trơn luôn, lá lủng trơn luôn. Mua thiết mỏng nhất luôn đó. Mà gì đó còn mấy triệu bạc. Quá tan. Hôm chân tới cái kho không mà sơ sơ không hết mấy triệu. Dạ ơi, ăn được chưa? Nè, đi với con. Rồi, dặn hết cho nè. Khoan, còn miếng nè. Chanh. Trời ơi. Còn gì nữa? Chết rồi. Sao chết?
vàng quá chết hả? Ngon rồi. Ơi, nướng cá gì sao? Ăn được không? Bỏ thôi. Kệ ai bỏ chú Út ăn mót. Vàng nữa chê chứ ha. Chú Út chê, sám vợ chú Út lại con chê nữa. Vàng là khét chê ăn thôi, kệ chú ăn mót. Ghê. Em mời cả nhà cùng ăn cá nướng với gia đình Hằng nha. Rớt vô. Ủa mình kêu ba qua không ta? Kêu ba qua ăn cá nướng. Sao ơi? Sao hoàng cá nướng sao ơi? Đây nè. Sao? Mày cái nhà ăn cá nướng nha. Cá bự luôn. Ba đi thăm ruộng chút rồi. Mình ăn đi chừa ba lại vài con. Mời cả nhà ăn cá nướng. Thôi chú Út thử khỏi ăn. Thơm quá. Khói lên khói. Để ăn ngon. Ui ớt. Cá. Cá nốt thấy sao? Ngọt. Cá nướng ra liền có gì bằng. Này mình để đi luôn, cho nóng hồi ba về ăn có cá nóng. Cảm ơn. Dạ. Ăn đi, chúc em ăn sao? Dễ gì à, dễ gì không ăn à. Ôi sao mọi người im ru rồi, không ai nói gì hết trơn à? Cá ngon quá rồi. Tập trung chuyên môn. Tập trung vào chuyên môn. Trời ơi, nó ngon, cái đầu. Nó béo. Thứ gì chịu nổi thứ này? Quay nướng xuống ngọt, quá ngọt. Lên sói luôn nè chị hai. Trời ơi. Rồi nè cả nhà. Ngon, chịu không nổi luôn. Chấm nhận ngon hả bạn? Mới bắt lên nướng này ngon ha. Nè, miếng thịt kìa. Cho hàng nè. Miếng nó đi nè chị hai. Nóng. Nóng không? Nóng cầm cái gai nó. Ờ đúng rồi. Cầm cái gai thôi. Cầm vẫn có, cầm nguyên miếng đó nóng chứ không là em hơi bị nóng chút rồi. Em mời cả nhà nha. Cảm ơn Giang nha. Nó béo, nó ngon. Ngọt gì đâu trời. Đã. Giang cho ông Phẹn miếng nha. Đứng nhìn kìa. Lỗi cả nhà tiêu cá của em mà cả nhà. Chết cái đâu ơi. Chụp qua trong hàng luôn. Khoan khoan. Nó khoan. Bỏ cậy. Nút bên đây. Ông lộn cá. Thấy thèm không? Mời. À. Quá trời đất ngon rồi. Dài. Mở à. Cá béo mà. Đúng điệu luôn á, đúng điệu ăn cá nướng xiên luôn á. Cảm giác sao vậy? Nóng quá. Này chú mình ít nói ta. Chú ba trời ngon, không nóng. Chung vào chuyên môn. Má dặn, ăn cá cúi mặt xuống ăn. Ai hỏi gì đừng trả lời. Cá này nạt quá, không có xương nhiều mà cỏ. Cá này mặt rút luôn à, nó lưng nó bự luôn. Lỡ đâu, lỡ đâu. Rồi miếng cá trắng tươi ăn cái này nha, cái đồ chấm vô muối ớt này nha. Phèn nó cũng tập trung ở đây. Mời cả nhà nha. Vừa cay vừa chua vừa mặn nha. Nóng nè. Mình sẽ cạp. Cá ngọt ngọt béo béo nữa ha.
Anh Út mắc cỡ không dám nhìn vô kính. Chắc là bốn chú cháu ở đây sẽ xử hai con cá lâu kiến với con cá rô phi nữa, chừa cho ba hai con cá rô phi. Quá hít hà, ai cũng không thể phát biểu gì thêm. Để mọi người tiếp tục thưởng thức cá nướng à, Hằng cũng xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà các clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.